cái đường lên rừng của mình nữa nha. Hoa hồi đây này. Ôi giời, nhiều thế. Có con sâu không ngứa. Đây là rừng hồi nhà mình nhá. Hôm nay thì mình với vợ mình đi xem. Không biết là mùa hồi năm nay có sai rồi. Đây. Rừng nhỏ thôi lại còn mấy cây tre nữa, phá hoại. Đây, cây. Mấy cây này mình nhà mình thì có ít thôi. Chưa ít. Đấy nhá. Đây là cái lều nhà mình này. Trước đây làm để thả gà nhưng mà mình tại vì là hồi không có nên là mình bỏ. Cái chìa khóa này đâu nhỉ? Mình tìm chìa khóa nhá. Đây, chìa khóa đấy. Bỏ hoang khá là lâu rồi đấy. Nè, cầm máy cho anh. Wow, rậm thật đấy. Ôi trời. Rậm thật đấy. Ôi trời. Đồ hỏng hết rồi. Đây bật lửa ở bên này này. Đâu? Đây. Anh đốt anh để ngay đầu giường này này. Ôi nhiều muỗi lắm. Nắng oi thật đấy. Để đi xem có hồi không. Có hồi rụng thì mình nhặt thôi. Có cây hồi con này anh. Có cây hồi con à? Mới trồng ấy. Đợt bố mẹ lấy vào trồng ấy. Tổ chim hay sao? Hình như thế. Tổ chim. Tổ chim bị đụng. Chắc là rơi từ đây xuống. Mùa trước cây nó rụng thì mùa này nó có rụng nữa không? Đi xung quanh rừng. Bên này là phần của nhà chú rồi nhá. Không phải là nhà mình nhá. Nhà mình là thẳng từ đây này. Thẳng từ cái cây này lên đến trên kia. Lên đến chỗ mình chị ấy. Sao lại có cái nón ở đây nhỉ? Nón của em. Tưởng cây cây này có một tí. Đây. Đây là cái hoa hồi nha. Đi vào nhóm lửa trong ra em ạ. Cẩn thận ong nha.
cài lên đây. Mình ngắm nữa đó. Cây thì còn khá là ổn đấy. Cái lấy mấy quay củi ở cạnh này ra đó, cạnh dưới cái tấm lọc này. Trời ơi, hương mũi. Hương mũi. Điện thoại để đâu ấy? Trên đầu nha. Đây. Cái này có lấy không? Cái này là cái cây gì đấy? Cây chống rào cây ạ. Hồi trước thì nhà mình làm điều này thì mình có một tí là lấy về để làm ra để trông, còn bây giờ thì không có ai ở, mình cũng thích ra đây để nuôi gà nhưng mà lại không ra. Đã nhóm lửa xong. Bây giờ mình đến rừng rồi thì đi xem cây nào thành thì mình mới phát. Còn không thành thì thôi nhá. Trời, làm sao mà nhìn được? Anh nhìn đó. Mấy cây này chả có cái gì. Mùa này thì
không có gì. Đây. Để đến mùa đông rồi đi lấy củi. Ừ. Không lấy rau kia. Để rau lấy ra anh. Cậu không phát nhưng mà mình đi phát cái tận cái lều kia mấy cái để nó quang đi cũng được. Trên gốc trên cây sen đó mà. Ừ. Cầm dao này nặng lắm. Dao này đi chặt cây thôi. Ừ. Nó quang quang là để cho cây khô. Mình sẽ đặt cái cam đằng trước quay cho dễ. Sao nó bằng hoe đấy? Hình như cây này cây này không phải cây nhà mình nữa đâu. Đây này, đây là hoa hồi nhá. Đi lên bên góc bên trên này xem. Có phải lúc nào nó cũng có hồi để nhặt đâu. Đầy hết người đi nhặt. Đường này chả có cái cây nào thành con ấy. Đù mẹ. Lại bị chảy máu rồi. Cái vết thái chuối ấy. Này, chỗ này nuôi gà cũng hợp lý phết đấy nhưng mà nhà mình lại không. Nhà mình xa quá nên là mình không. Sẽ làm nhưng mà làm ở chỗ khác. Đây. Để chỗ nào đi nhỉ? Xong rồi mình phát một tí. Sau một lúc mình với vợ mình cảm thấy là cây hồi này không sai cây nào nên là mình chuẩn bị về đi mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Subscribe và like cho video của mình nhé để mình có nhiều động lực mình ra video nhiều hơn.
Nóng quá. Thấy nhìn thấy con gì à hay gì? Con ong. Bye mọi người.